Dạ rồi, anh chào anh chị trên kênh Thế Giới 798 ha. Thì hôm nay thì một buổi tối ngày buổi buổi tối là ngày 5 tháng 4, thì hiện tại ở toàn khu ở đây anh em đều tăng cường thêm tất cả các khu ha, tăng cường thêm để trực đêm. Thì hôm nay thì sẵn đây thì có dịp thì sẽ quay cho anh chị luôn. Thì người nhà và bên bên chú Du Linh lên và cổng trại ở đây nha anh chị. Quyền cái cắm trại của trói anh được. Thì hiện tại bên em cũng đang đi trực khu dòng. Thì hôm nay như mới nãy em có chia sẻ đến chị đó là đều có anh em toàn thể trong đây tăng cường thêm thu khu để chuẩn bị cho ngày đại lễ cầu siêu. Tăng cường thêm quà cho mọi người. Rồi thì bắt đầu em sẽ tiến vô trong khu mộ của chú để cho cùng anh chị cùng giao lưu với bên khu mộ bên gia đình của chú nha. Thì bữa nay thì đây một số anh em cũng đứng đây chẳng còn từng con đêm để rồi thì đèn đây hỗ trợ, tại vì bữa nay chỉ có mộ rồi, có gia đình của chú lên nên mới gắn thêm đèn với quạt để cho chú thôi ha, cho gia đình của chú thôi. Đó. Tại vì ở lại đây trễ, sẵn có lều luôn. Đó anh chị. Thì giờ thì ngoài ra thì vẫn mở thêm lo để hỗ trợ thêm cái phần nhạc, nói chung là tùm lum hết. Thì hiện tại đang có nhạc nên hạn chế lại gần anh chị. Tại vì có nhạc á, đang quay thì mà lại gần thì sẽ dễ bị chính lo. Đó anh chị thấy không? Nguyên cái dàn hoa nữa ha. Hoa ở đây khá là đẹp buổi tối ha. Ngoài riêng thì tăng cường thêm chế độ trực này nọ nữa, tăng cường anh em thêm hỗ trợ nữa. Dòng khu toàn hết, không phải là riêng ở mộ của chú Linh không đâu, mà toàn khu hết ở đây luôn ha. Tất cả các khu thì anh chị cứ nhắn theo dõi đi, thì em sẽ tăng quay cho anh chị theo một số khu để anh chị được biết ha, như thế nào ha. Một số khu hay cơ. Bây giờ trước tiên thì em sẽ quay vòng vòng gần gần đây để cho anh chị được biết vào buổi tối đêm nay như thế nào ha. Nói chung buổi tối hôm nay thì tăng cường rất là nhiều anh em vậy. Buổi tối như thế nào? Đèn sáng vòng 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 hết. Tại vì ở đó có nhạc nên hạn chế lại đó quay nha. Thì mẫu chú anh chị xem để phóng to nè. Hôm nay bông quá trời đẹp luôn. Nguyên dàn bông luôn. Đó. Ai cũng có hôn nữa rồi. Bữa nay trực là chủ yếu là giữ toàn khu, là trực về nói về hưu và nói chung là bữa nay là trái cây nè, bông nè khá là nhiều nên trực lại để giữ tất cả những đàn hưu để tránh ăn hưu nai này nọ lắm chị, nó ăn trái cây với ăn hoa đó. Nếu mà nó để nó ăn thì tất nhiên là nguyên cái vàng đó thì sẽ bị nói chung là phí công làm dựng lên hết đó. Bởi vì phải tăng cường theo anh em một số tất cả các khu luôn ha, tăng cường người thêm, ngoài bảo vệ thì cũng vẫn còn một số anh em khác đó, ở các khu để dội đèn, nói chung là tối đi kiểm tra dòng hết. Bữa nay nói chung là an ninh thắt chặt hơn như mọi khi nha anh chị, thắt chặt nhiều hơn. Quay một vòng đêm này cho chị nha. Tại vì ở đó có nhạc nên không có lợi gần đó chị. Bữa nay mộ của chú cũng rất là đông vui. Ở này hỗ trợ thêm đèn quạt.
bữa nay là ngày đẹp trời luôn á. Thì ngoài ra những cái video này thì tất cả các những video khác thì em sẽ quay thêm một số nơi để cho anh chị được biết ha. Nếu mà có thời gian rảnh thì sẽ quay nhiều hơn những cái video để anh chị được biết ở trong đây khi như thế nào. Đặc biệt là anh chị ở xa, nhất là anh chị khi nào anh chị mới có vô đây á, có khi cũng chưa có dịp được đi hết ở khu ở đây đâu anh chị. Tại vì ở nhiều nơi, rất là nhiều nơi. Kể khi anh chị đi vô á, chỉ biết được một khu thôi. Ngoài ra thì còn những cái video, những cái chỗ nơi khác thì khá là nhiều. Đó. Này vui quá. Này quạt, đèn. Đó. Sáng khắp khu mộ của chú luôn đúng không? Vòng không? Bãi gì hết trơn. Xuống đẹp quá. Ngày đẹp trời luôn. Hôm nay được có tăng cường thêm một số anh em ha, để hỗ trợ cho ban đêm này. Nến được thắp hôm nay thắp sáng ánh luôn khu toàn khu vực. Và cái này đèn quạt thì cũng người nhà cũng có đem lên nha anh chị. Thì ngoài ra thì đèn quạt này cũng hỗ trợ, bên em cũng hỗ trợ cho người nhà luôn ha. Tại vì tối, anh chị biết khi mà ban ngày á, thì những anh chị YouTube ở đây rất là nhiều, khá nhiều. Nên cái phần đó thì cũng hạn chế đó, hạn chế thì chỉ đi vào ban đêm thôi, chứ không có lên ban ngày bởi vì. Tại sao, có nhiều chị hỏi, em like lên có nhiều chị hỏi sao mà đi lên ban đêm không vậy? Nó thì tại vì ban đêm á, khá là nhiều anh chị luôn. Dạ rồi, thì anh chị nào thấy hay thì cho em một like ở dưới một comment để góp ý cho em thì cảm ơn ha. Thì ngoài ra em vẫn còn đăng những cái khu khác, khi mà rảnh thì em sẽ quay lên để cho anh chị được biết toàn khu ở trong nghĩa trang Hoa Viên như thế nào ha. Dạ, đây là hiện tại ở khu mộ của chú Vũ Linh, cũng là ông Hoàng Hồ Quảng Cải Lương đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khá đẹp luôn, hôm nay ngày đẹp trời luôn rồi trời. Dạ thì ngoài ra em vẫn còn thêm một cái kênh là fan của chú Linh ha. Thì em có liên kết với cái kênh Thế Giới 798 này ha. Ở trong phần giới thiệu và phần mô tả mỗi video á, em đều có để cái link của kênh fan chú Linh ở trong đó đó. Anh chị nhớ like, hỗ trợ giúp em nha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem.